Yo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của Si Kẹo. Rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp lại anh em trong video này. Ui, thế nào kìa? À, đủ. Chạy đâu hả em? Làm sao, trốn được không? Anh hỏi chú trốn được không? Ui, thiên nhiên. Sau nha, như vậy là một kill đầu tiên hết sức là đơn giản. Trong video này thì ok, tôi sẽ cùng với anh em tâm sự về cái quá trình để trở thành một streamer như ngày hôm nay nhá. Trước khi bắt đầu video thì các bạn hãy like và chia sẻ trong video nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta let's go. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Si Kẹo. Shop sikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Alo anh em, và lại là Si Kẹo đây. Lần đầu tiên thì Kẹo xin chúc anh em ui ngày mới vui vẻ nhá. Tình hình là mấy hôm nay thì đang phải nghỉ ở nhà vì dịch bệnh. Nói chung là chắc là mọi người cũng ít ra ngoài đúng không nào. Hôm nay thì sẽ là một cái câu chuyện tâm sự đi. Cơ bản thì anh em cũng có một số bạn bảo là anh ơi anh ra video tâm sự đi, em rất là hóng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tâm sự một xíu làm cách nào từ một chàng sinh viên bình thường mình có thể trở thành một streamer như bây giờ. Thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu từng bước một luôn nhá. Cũng như là nói luôn để cho những bạn nào mà đang có ý định các bạn muốn làm streamer thì anh em có một cái hướng đi đúng không nào. Rồi nhá, ok. Cách đây tầm khoảng là 2 năm rưỡi thì mình vẫn là sinh viên và đang theo học trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp đi. Đó, thì lúc đấy cái game Free Fire của chúng ta nó mới chập chững thôi anh em ấy, tức là chập chững phát triển thôi. Lúc đó thì nó giống như kiểu là sinh tồn trên điện thoại, tại sao các bạn không thử đúng không nào. Mình thì mình thấy là cái này là một cái nội dung khá là hấp dẫn và thú vị, nên là cũng bắt tay vào làm YouTube. Thì mới đầu cũng chỉ là những video quay từ điện thoại này, edit sơ sài này, cũng như là những cái lúc đấy thì mình bình luận nó không được hay như bây giờ này, ví dụ thế. Cũng như là thiết bị thì không có nhiều, chỉ là một chiếc điện thoại thôi. Thì mình đã bắt đầu khởi nghiệp thế nào. Ui, thế nào đây? Đậu xanh đang mải chầm gió với nghe mà lại. Thì ok, bắt đầu lên sinh viên thì bố mẹ có mua cho mình một cái laptop Asus này 14 triệu. Thế nên là nó cũng cấu hình cũng ổn ổn đấy, để có thể làm video ấy. Còn trước đấy thì mình làm video bằng điện thoại và mình chỉnh sửa bằng điện thoại luôn. Anh em có thể tham khảo một số phần mềm, ví dụ như là Power Director này hoặc là KineMaster. Đấy, chỉnh sửa những cái video trên Android khá là tốt. Còn nếu mà iOS thì mình cũng không biết nữa, bởi vì là mình không có chỉnh sửa video trên iOS. Anh em lưu ý là đây không phải một video quảng cáo ứng dụng đâu nha. Cơ bản thì Kẹo chỉ muốn nói cho anh em như vậy thôi. Tức là nếu mà khởi đầu muốn làm một YouTuber, một streamer thì các bạn chỉ cần đơn giản là một chiếc điện thoại có cấu hình tầm trung thôi. Để anh em có thể là vừa chơi game này, các bạn vừa edit video và các bạn đăng lên YouTube này. Rồi nha, ok. Đấy là những cái bước đầu tiên. Thì đơn giản thôi, những cái ngày mà đầu tiên ấy mình chơi game Free Fire thì nói thật là mình chơi game không có hay. Ok ạ, và cái bước để các bạn có thể trở thành streamer nhanh nhất và dễ nhất thì đầu tiên các bạn sẽ phải học cái cách để các bạn có thể là bình luận game. Các bạn chơi nhiều trận đấu này thì các bạn nâng cao cái kỹ năng bình luận của mình. Và đơn giản nhá, để xây dựng trở thành một streamer thì các bạn cần có một cái kênh YouTube. Sau đấy thì anh em có thể là đăng tải những cái khoảnh khắc hài hước này về game này, hoặc là những cái trận đấu top 1 của các bạn. Lưu ý nhá. Hãy làm video như thế nào để cho nó tiếp cận người xem tốt nhất, bằng cách đấy là các bạn có thể chơi game này, sau đấy thì anh em bình luận lại này, sau đó thì sẽ làm gì, các bạn làm những cái ảnh thu nhỏ cho video, làm sao cho nó bắt mắt và tối ưu hóa video của các bạn. Thì những cái hướng dẫn này trên YouTube nó rất là nhiều luôn, để cho anh em có thể trở thành một YouTuber đúng không nào. Đơn giản thôi, muốn trở thành một streamer các bạn sẽ phải trở thành một YouTuber trước. Thì khi đấy các bạn có một cái nền tảng thì các bạn sẽ có thể là phát triển nó dễ dàng hơn. Rồi nha, anh em đã hết thắc mắc chưa? Lý do tại sao mà anh em cần có một kênh YouTube chưa? Ok mọi người, thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về sau khi mà anh em đã xây dựng kênh YouTube. Lưu ý nha, là các bạn sẽ phải đăng tải những cái nội dung đều đặn nha. Ví dụ như là hàng ngày này, hoặc là một tuần các bạn sẽ phải ra video đều đặn tầm khoảng là
7 video gì đấy. Nói chung là nên ít nhất là một ngày các bạn nên ra một video. Lúc mới đầu làm YouTube thì mình cũng khá là nản. Đơn giản là anh em rất là ít xem và cái video của mình tiếp cận người xem không có cao. Ui. Đấy, thanh niên này. Dạo này leo rank là các bạn toàn ngồi sau ghế thôi. Khổ quá cơ anh em ạ. Nghĩ nó chán anh em ạ. Trời ơi. Game sinh tồn anh em ạ. Thì nói chung là về cái phong cách chơi của từng người thì các bạn chơi game nó khác nhau. Có thể là nhiều anh em là các bạn ngồi sau ghế như thế thì mình cảm thấy nó khá là khó chịu. Đây quần máu đã. Ngồi trong nhà thôi mà cũng bị bán này, nguy hiểm quá cơ mọi người. Rồi nhá, sau khi mà đã có được một cái kênh YouTube ấy, lúc đấy thì các bạn hãy tập trung phát triển kênh YouTube của mình. Mình biết là không phải là anh em bạn nào cũng có nhiều thời gian đúng không nào? Giống như mình cũng vậy thôi. Lúc mới bắt đầu làm YouTube thì mình dành thời gian thế này. Buổi sáng thì mình đi học, bởi vì là mình vẫn là một người đi học đại học mà. Ok, buổi sáng đi học này. Buổi trưa mình mới về cơ, tầm khoảng 1 giờ chiều ấy, thì nói chung là lúc đấy cũng khó khăn. Thật ra thì mình sử dụng một cái điện thoại rất là cùi. Bố mẹ hàng tháng gửi cho 2 triệu tiền ăn. Thì mình đã tiết kiệm lại, mình ăn mì tôm và tích góp tiền để mua được một cái điện thoại mới nó ngon hơn, nó xịn hơn. Lúc đấy thì những video của mình ra nó sẽ chất lượng hơn. Rồi nha, mình tập trung vào làm nội dung thì được tầm khoảng 1 tuần ấy, thì số lượng view của mình ấy là nó đạt tầm khoảng là mấy trăm view rồi, mấy trăm người xem một video rồi. Ok, tiếp theo đấy thì mình vẫn chăm chỉ, mình ra video đều đặn, mình không nản mặc dù là rất nhiều những cái comment chê bai. Đơn giản thôi, tức là khi mà các bạn quyết định là các bạn làm YouTube, chắc chắn là anh em sẽ nhận được những cái lời khen chê rồi. Tôi không biết như nào nữa nhưng mà nhiều khi là các bạn thấy là có rất nhiều anti fan đúng không? Thật ra thì có những người, người ta ghen tị với tài năng của mình này, người ta ghen tị, người ta không được bằng mình thì người ta đi like video, hoặc là người ta không thích cái phong cách nói chuyện của mình, hoặc là người ta không thích cái tên của mình, hay là không thích bất cứ một thứ gì. Nhiều người người ta có thể là đăng ký kênh để đi like cho vui, thì đấy là những cái vấn đề mà khá là nực cười. Rồi nha, đấy là về những cái chuyện khi mà các bạn bắt đầu làm YouTube nha. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều. Nói chung thì từ khóa để các bạn làm YouTube đấy là hãy chăm chỉ, hãy làm nội dung. Còn một chuyện nữa, mình thấy rất là nhiều bạn là đi xin sắp chéo này, đi quảng cáo kênh bằng cách là: ê bạn ơi, mình có làm nội dung Free Fire này, mọi người có thể là vào xem để ủng hộ cho mình này. Ê, hãy tạm ngưng việc đấy lại, hãy tạm ngưng việc đó lại. Ok chưa? Thì đơn giản thế này thôi, tức là các bạn hãy chăm chút vào nội dung, các bạn xem là video của bạn đã đủ hấp dẫn chưa. Tức là như thế này, YouTube thì nó có một cái thuật toán, đấy là khi mà video của bạn càng được xem nhiều lần này, càng được xem dài, ví dụ như là video 10 phút đi mà người ta xem trọn vẹn cả 10 phút của các bạn thì tỷ lệ được đề xuất rất là cao. Ai thì mình đã làm cách nào để có thể là phát triển kênh như bây giờ? Đấy là khi mà các bạn mới bắt đầu làm YouTube ấy, thì các bạn nên tập trung vào những cái thứ mới lạ trong game này đấy. Những cái góc lag chẳng hạn này, hoặc là súng mới, trang phục mới, hay các bạn đập đồ, hay bất cứ một cái thứ gì mà anh em cảm thấy rằng là mình làm nội dung này ấy, nó sẽ thú vị và chưa ai làm chẳng hạn này, ví dụ như thế, thì kênh của các bạn nó sẽ lên rất là nhanh luôn. Ok chưa ạ? Và anh em lưu ý nhá, ví dụ các bạn muốn làm streamer game thì các bạn sẽ cần là như thế này. Anh em thấy là game này mình có khả năng chơi được một xíu thôi, hoặc là như nào đấy. Bởi vì là đơn giản là làm streamer không yêu cầu nhất thiết là các bạn cần phải chỉnh cao chơi game, rồi là các bạn phải chơi game giỏi thế này thế kia, không cần. Quan trọng rằng là những video của bạn người xem người ta thích xem. Ví dụ như mình đây, mình luôn luôn mình thừa nhận với các bạn rằng là mình chơi game không giỏi, mình chơi game không hay, chẳng phải vấn đề gì cả. Đơn giản là mình không có làm streamer để trở thành một tuyển thủ chơi game chuyên nghiệp, không. Chỉ đơn giản là mình muốn chia sẻ những cái video top 1 này, chia sẻ kinh nghiệm chơi game đến với các bạn, rồi là chia sẻ những cái câu chuyện cuộc sống của mình với anh em này đó. Như vậy thì mình làm YouTuber thôi. Cũng như là mình làm streamer, tối là có thể là leo rank cùng với anh em này. Đấy là cái niềm vui của mình. Mình thấy rằng là chơi game nó mang lại niềm vui cho mình thì mình quyết định mình làm YouTuber thôi. Mà nhắc đến chuyện này thì lại phải nói đến là cái đam mê nhá. Các bạn lưu ý rằng là làm YouTuber nó không khó, chỉ cần anh em cố gắng thôi. Nhưng mà đam mê ở đây là gì? Tức là làm YouTuber thì các bạn cũng sẽ nhận được một cái số tiền nhá. Đấy, tức là lượt xem của các bạn càng nhiều, các bạn càng nhận được nhiều tiền nhá. Ok chưa?
đây cũng là một cái điểm mà rất là thu hút anh em muốn bước chân vào cái nghề làm YouTuber, làm streamer. Đơn giản là các bạn nghĩ rằng YouTuber là những người chỉ ngồi nhà chơi game và hàng tháng kiếm thu nhập khủng. Không có đâu mọi người ơi, đấy là những streamer hot thôi. Nếu như mà anh em là một streamer hot và rất nhiều người xem livestream trực tiếp thì các bạn sẽ có rất là nhiều tiền luôn. Đấy, đúng chưa? Còn nếu như mà anh em là một streamer như mình thì nó thật là tiền lương kiếm được cũng chẳng bao nhiêu đâu. Vì thế nên là các bạn đừng có mơ mộng là nhiều người. Các bạn nhìn thấy subscriber của mình lớn này, 1,82 triệu người đăng ký. Thật ra thì như thế này, tức là anh em làm càng lâu thì cái lượng subscriber của các bạn nó sẽ lên càng nhiều thôi. Đấy, với mình là một YouTuber làm 2 năm rưỡi rồi nên là mình có rất là nhiều người đăng ký này, cũng như là đã đăng tải hơn 1.700 video rồi. Nó là như vậy. Và tôi cũng nói với anh em rồi mà, thì YouTube nó trả tiền theo cái lượt xem của các bạn nhé. Lượt xem video càng nhiều thì trả tiền càng nhiều nhá. Ui, vãi trưởng, thằng kia nó quyết định nhảy bò à? Thôi anh em ơi, tập này tôi cứ vào bò trước đi. Nhiều khi kiểu chơi game khốn nạn, mấy thằng nó chơi nó quyết định nhảy bò anh em ơi, khá là khó khăn. Mình đã vứt luôn cả chảo rồi anh em, để chạy bò cho nó nhanh nhá. Ui, vãi thế. Ok, chạy nhanh. Vãi cả trưởng nhỉ, gặp mấy thằng khoai vãi anh em ơi. Ui dồi, đang chạy bò mà. Bạn ơi đừng thế. Ấy lại phải dừng lại cuốn máu đã anh em. Đấy, nhiều khi đang mải mê tâm sự với các bạn thì gặp mấy cái tình huống nó khá là khoai. Anh em chờ xíu nha, tôi lên trên cái đã. Ui, thằng này trên này. Mày này, chạy đâu hả? Ok, mạng thứ 7 rồi nha. Đấy, nói chung là mỗi ngày được leo rank một cách nhẹ nhàng, vừa leo rank vừa chém gió với anh em thì nó rất là vui vẻ thôi. Và đam mê ở đây là gì? Tức là nếu như mà anh em đam mê làm YouTube ấy thì các bạn hãy cố gắng. Quan trọng là cố gắng anh em ạ. Ơ, cái đậu xanh thằng nào ở trên kìa. Từ từ anh em ơi, tôi bắn nó đã. Mày à? Mày làm sao? Chạy đi em ơi. Rồi đơn giản, đam mê ở đây tức là các bạn sẽ cần phải cố gắng rất là nhiều luôn. Ai, một số các bạn bảo mình là hết thời. Thực ra thì mình chẳng quan tâm vì điều đấy. Bởi vì là mình đã làm YouTuber khá là lâu rồi. Tất nhiên là khi các bạn làm YouTuber nhá, các bạn càng nổi tiếng các bạn sẽ có càng nhiều người ghét các bạn. Bởi vì đơn giản thôi, người ta gato với tài năng của các bạn. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Và nếu như là các bạn nhá, sống trong cuộc sống này nhá, luôn luôn có người thích các bạn và luôn luôn có những người ghét các bạn. Nếu như mà anh em không có người ghét, chứng tỏ các bạn quá tầm thường. Đúng chưa? Nếu thì đúng thì like cho video nha anh em. Rồi nha, ok, hiện tại thì mình đang có được 8 view rồi. Tiếp theo đấy ấy, sau khi mà kênh YouTube của các bạn phát triển thì như mình đây, thì lúc đấy các bạn sẽ được rất là nhiều những cái công ty người ta sẽ mời rằng là mình mời bạn livestream cho bên mình sẽ trả tiền cho bạn. Kiểu như vậy, để vừa có thể là phát triển game này, vừa phát triển bản thân cũng như là vừa phát triển cho công ty của người ta nữa. Hiện tại thì mình đang livestream trên online, ID là 4739760 nha. Thì livestream theo khung giờ từ 19 giờ đến 22 giờ. Các bạn có thể là ghé xem để ủng hộ mình, cũng như là anh em có những cái câu chuyện tâm sự hay là gì đấy thì các bạn có thể là hỏi thêm trên này. Chứ còn là thời gian đăng tải những cái video của mình thì khá là ít thôi. Trong một video là có mười mấy phút thì mình không thể trò chuyện với anh em nhiều được. Rồi nha, ok. Ui, thằng nào chạy kia. Mày này. Oh man. Ui, nó vào gốc cây rồi. Không sao, thì mình cũng đã hạ gục được nó mà. Ui, bây giờ phải nói là bo thu lại rất nhỏ rồi. Căng vãi ra anh em ơi. Uầy, hơi thốn. Trời ơi, hôm nay mải mê chém gió với anh em nhiều quá, đâm ra là không tập trung chơi game được đâu, sai anh. Ui dồi ôi, chìa khóa thành công vẫn là các bạn luôn luôn cố gắng nhá các bạn. Trau dồi cái nội dung của anh em. Nếu như mà anh em làm nội dung hay, tự khắc sẽ có người xem đến với kênh YouTube của các bạn. Các bạn có thể khởi đầu làm YouTuber bằng một chiếc điện thoại, được chưa? Giờ nha, ok. Mình trước đây cũng từng như các bạn thôi, cũng là một người bình thường thôi. Ngày trước thì mình có gặp rất là nhiều những streamer và bây giờ người ta thực sự thành công luôn. Lúc mình đạt 2.700 người đăng ký, mình đã có cơ hội gặp gỡ cùng với bé Tranh này, Mixi Gaming này tại một cái offline streamer Free Fire. Ui, vãi cả trưởng này. Ui, thằng nào cãi mạng của mình rồi. Trên này à? Mày láo nhá. Ui, quả chán thế, đang bắn thằng kia, thằng này nó KS mẹ mà anh em ạ. Đậu xanh, mày phải trả giá nha mày. Em không hiểu sao nhở. Xuống đây em ơi, xuống đây nhanh. Đậu xanh này, làm sao đấy hả? Làm sao? Tạo nó sợ mày quá. Xuống đây. Vãi cả trưởng. Ok,
để mình chạy lên phía trước màn hình anh em ơi. Nói chung là bọn nó thu lại rồi. Đấy, và bây giờ thì người ta trở thành những cái người rất là thành công, và lúc đấy thì người ta đã nổi tiếng rồi. Còn mình lúc đấy chỉ là một cái fan hâm mộ bình thường thôi. Và mình cũng có thể trở thành streamer. Và nhá, tôi nói rồi, anh em xem được video này của Xí Kẹo nhá, có thể sau này nhá, các bạn có cơ hội làm streamer, và có thể là anh em còn phát triển hơn cả mình nữa. Đúng không nào? Hãy cố gắng lên, theo đuổi đam mê được chưa ạ? Một số bạn nhỏ thì các bạn đang độ tuổi học hành thì mình nghĩ là anh em nên học cho nó xong đi. Mặc dù thì mình là một người đã bỏ học, nhưng mà mình đã học xong 12 rồi nhá. Mình bỏ học ở đây là học đại học, vì mình thấy rằng là trước đấy mình đăng ký ngành quản trị kinh doanh, nhưng mình cảm thấy rằng là mình không đủ cái đam mê để mình theo ngành quản trị kinh doanh. Và mình thấy niềm vui của mình tại game Free Fire, niềm vui khi làm streamer, và mình quyết định theo đuổi nó. Anh em cứ quyết tâm đi, các bạn sẽ có thể thành công được. Ê, cái đậu xanh thằng nào kia? Mày chạy à? Chạy được không em ơi? Ui, vãi chưởng nhở. Bắn tâm một chạm. Ôi thôi xong rồi. Má pha này hơi căng anh em ơi, tôi hết bông keo rồi. Thế này sao chơi? Lâu lâu kiểu gặp mấy tình huống khoai vãi nhở. Khó chơi đây. Thế này là khó chơi rồi. Ok, bo thu lại rồi nè. Ui, vãi còn tận 3 đứa nữa cơ mà. Chạy lẹ anh em ơi. Chạy lẹ, cầu mau là không bị bắn. Ôi không sao, không sao. Vào trong này nè. Vãi chưởng, mình vẫn đang còn sống. Thế là ổn rồi. Dẫu sao tôi vẫn đang còn sống nhá. Ấy, ôi cho nó. Anh em nhìn kìa, bọn chơi đồ bắn nhau kìa. Và một đứa ở dưới này. Ok. Còn lại có hai người chơi đấy nhá. Ui vãi. Vãi thì anh lại xấy bóng keo bây giờ. Anh xấy bóng keo của chú bây giờ. Ui nó vẫn đang có bóng keo này. Ui đứng lại. Đậu xanh này. Ấy, hạ được nó rồi. Ui còn một đứa ở trên kìa. Oh man. Căng. Con này hơi căng nha mọi người. Xuống đây. Nhanh xuống đây. Xuống đây solo dám không? Dám xuống đây không? May quá anh em ạ, mới lượm được thêm một tí đạn súng trường. Ui nó sẽ muốn kem kìa. Ui vãi. Anh ơi, đừng thế em sợ. Xuống đây anh. Ui cái đậu xanh. Vãi chưởng nhỉ. Anh em chờ tôi tí nhá. Nói chung là tôi đang hơi bị rối loạn tâm lý anh em ạ. Ai, tranh cướp top 1 top 2 cũng căng thẳng phết anh em, đừng đùa. Vãi chưởng nhỉ. Đậu xanh xuống đây. Ra đây. Mày này. Tuổi gì? Dạ. Và nếu như mà anh em quan tâm về những cái tâm sự làm streamer thì các bạn hãy like cho video này nha. 5.000 like tiếp tục làm tâm sự streamer cho anh em coi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.